Cái công việc đầu tiên sau cái thời gian giãn cách ly là mình đi, mình thấy cắt tóc tai mình nó dài quá, đi tân trang cắt tóc lại cho nó gọn gàng để sắp tới thực hiện đi làm lại. Sau cái đợt giãn cách xã hội là tôi thấy là cái lượng khách là tăng đột biến. Tại vì sau 20 mấy ngày người ta không được ra ngoài đường, đâm ra là lượng khách nó cũng đông hơn bình thường. Lượng khách ngày gần đây nó đông như kiểu ngày Tết ấy. Bởi vì là do là 2 tháng mọi người không cắt được tóc. Lượng khách sau những ngày giãn cách xã hội của cửa hàng tôi thì số lượng rất là đông. Nhưng mà thực hiện đúng theo cái chỉ thị của thành phố, Thủ tướng Chính phủ ấy, thì chúng tôi cũng chỉ nhận một lượng khách vừa đủ để nhằm giúp cho khách hàng có khoảng khách nhất định.